Và sạch sẽ, đó chính là cái kệ để đồ này. Và ở trên này thì anh Phương thường sẽ để những cái sản phẩm mà anh Phương cần phải quay trực. Xong rồi có những cái món ví dụ như là mấy cái đèn nè, xong rồi bàn mũi, cầm tay á, xong rồi mấy cái đồ kẹp tóc. Thì ở đây anh Phương có cái đồ kẹp tóc anh Phương đang sạc pin dở nè, thì anh Phương cũng sẽ để ở những cái xe để luôn. Cái xe để này thì anh Phương mua tại JYSK, sale cũng rẻ lắm, khoảng 1 triệu mấy. Rất là xinh nha, rất là chắc chắn so với những cái xe đẩy mà các bạn có thể thấy ở trên Shopee. Lúc đầu thì anh Phương đáng lo lắm, bởi vì cứ tưởng là xe đẩy nào cũng như nhau, nhưng mà không có phải vậy nha. Mình mua cái xe đẩy xịn đó, tự nhiên cái phòng chúng nó cũng xinh xắn hơn, tại vì lỡ cần thì có thể quay chụp cùng với cái xe đẩy này nữa. Sao? Sao mày đẹp cái túi của tao? Rồi giờ xem mày như thế nào nè. Mọi người thấy không? Ngay cả mèo còn thích cái xe đẩy này nữa cơ mà. Qua tới bên này thì ở đây là một cái rack để đồ mà anh Phương mua để mà treo mấy cái món đồ mà anh Phương thường quay chụp, với cả khi nào mà quay video OTD á, có một cái giá phía sau thì trong nó cũng sẽ gọi là có một cái vibe fashion hơn một chút xíu. Vì cái phòng này khá là bé cho nên anh Phương cũng mua cái rack này bé thôi. Anh Phương mua IKEA ha. Anh Phương sẽ để link toàn bộ những cái món nội thất mà anh Phương có trong căn phòng này ở dưới, nếu mà ai đang cần thì tham khảo. Kể ra cái phòng này qua IKEA thì Phương thấy nó cũng bình thường thôi, không gì đặc sắc được, cái là nó nhỏ, nó simple, nó không có choáng quá nhiều diện tích. Và ở trên này thì anh Phương xài mấy cái góc mà anh Phương mua của Muji, trông nó có vẻ cùng tông. Và có cảm thấy là khi mà mình đi một cái tông trắng thế này thì áo quần treo lên trong nó sẽ rực rỡ màu sắc hơn. Để này qua một bên, anh Nam vừa mới chế cái tripod này thành một cái giá để mà ủ áo quần đó mọi người. Qua tới bên này thì đây là một cái gương mà anh Phương rất là tâm đắc. Anh Phương có nhiều bạn trợ lý của mình đặt cho mình cái gương này theo cái size mà anh Phương mong muốn, cái shape mà anh Phương mong muốn. Và đây là cái shape quả xoài anh Phương thấy là trong một căn phòng mà nó khá là thô cứng á, có những cái điểm gọi là nó uốn éo một chút xíu, thì nó khiến cho cái phòng này nó mềm mại hơn, với lại trông nó hay ho hơn. Anh Phương đặt đâu đó là khoảng 1 triệu và làm rất là nhanh. Ở dưới cái gương này á thì có thêm một cái gương bé nữa mọi người. Và cái shape của cái gương này thì anh Phương có hay nói đùa với lại mấy đứa em của mình là shape gương con ma, bởi vì nhìn không có ra cái gì hết. Lúc đầu thì anh Phương nghĩ là hay là mình làm cái shape nó hơi giọt nước đi, nhưng mà cái này là hơi quả sao giọt nước rồi, thì cái gương nhỏ hơn nên là nhìn nó hay hơn. Thì chúng ta có shape gương con ma. Ngồi xuống thì đây là một cái góc rất là màu sắc của anh Phương. Anh Phương cái mua chiếc ghế này xinh lắm luôn mọi người, khoảng đâu đó 2 triệu. Mà anh Phương cảm thấy đây là một cái statement piece ở trong cái phòng này. Bên cạnh đó thì anh Phương có một cái bàn nó khá là đơn giản. Đằng sau này thì anh Phương có mua một số những cái khung tranh của một bên gọi là Scientific. Những khung tranh này anh Phương mua total là khoảng 2-3 triệu gì đó, và nó rất là nhiều màu sắc. Bởi vì thường thì anh Phương hay chụp hình cho các nhãn hàng, cái xong rồi mỗi một brand thì sẽ yêu cầu một cái bát khác nhau. Và đối với anh Phương khi mà lựa chọn những cái nội thất như thế này thì nó sẽ không có nằm tại vị trí đâu mọi người, mà sẽ tùy vào cái suất chụp của anh Phương mà mình sẽ di chuyển nó. Cho nên ở đây các bạn có thể thấy là phóng lên hơi gọi là nhiều đồ, nhưng mà thật sự là đây giống như là một cái kho nhỏ của mình, và tùy vào một cái suất, tùy vào cái mục đích của cái buổi chụp hình ngày hôm đó thì anh Phương sắp xếp lại cho nó phù hợp. Những cái món nội thất này thì rất là dễ mix and match với nhau. Đó là một chút về góc studio của anh Phương. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần làm việc. Và để mà làm việc thì còn gì tuyệt vời hơn mà chỉ có một cái bàn đúng không mọi người? Thì đây chính là cái góc làm việc. Trong căn phòng này, cái bàn này là đi cùng với căn nhà này khi mà tụi mình chuyển đến. Tính ra là em Phương cũng không thấy cái bàn này quá đẹp đâu, nhưng mà do nó chắc chắn này cái xong rồi, em Phương thấy là nó to á. Và tụi mình muốn tiết kiệm tiền, không muốn phải mua thêm quá nhiều đồ, vì chắc chắn là sau căn nhà này sẽ lại chuyển qua một căn khác nữa. Cho nên là nếu mua nhiều đồ còn cần quá thì sẽ rất là phiền trong cái chuyện chuyển nhà sau này. Các bạn thấy không? Một số những cái món đồ trong cái quá trình mà tạo dựng content của mình. Ở trên này thì có một bó hoa, để mà chiều nay em Phương cũng chụp một tấm ảnh. Cái phòng này thường sẽ không có trưng những cái món này nha, bởi vì mẹ quay Phương một lên đây, sau này mẹ quay Phương sẽ có xu hướng là đó, xong rồi tụi nó ăn vô thì nó rất là phiền. Cho nên là với những cái cây cảnh cái phòng này thì thường tụi mình sẽ đặt ở bên ngoài phòng khách, hoặc là sẽ để ở ngoài ban công. Ở đó thì có một cái giỏ xe, giỏ hoa, giỏ cây để đó sẽ tiện hơn. Cái căn phòng này thường là sẽ không có để cây cối, khi nào cần chụp thì nó bỏ cây thôi. Và ở trong này, một góc rất là nhỏ của phòng này thôi, thì anh Phương sẽ để mấy cái thứ thuộc về tripod nè, chân đèn các kiểu. Góc này là một cái góc chết rồi, cũng được che bởi cái rèm này, cho nên là anh Phương cũng gọi là tận dụng để mấy cái tripod setup này luôn. Và đó là toàn bộ
cái phòng làm việc và studio của mình, cái phòng này nó khá là nhỏ không? Và trong khoảng một tháng đầu tiên chị đến đây thì em Phương cảm thấy căn phòng này thật sự nó rất là tiện. Bởi vì các bạn biết sao? Xung quanh này nó là ba mặt màu trắng, rất là sáng đó, cho nên là khi ánh nắng vào đây và được phản chiếu bởi những cái màu trắng, à cả cái trần cũng màu trắng và cái sàn gỗ cũng là cái sàn gỗ trắng luôn nha, thì cái căn phòng này nó có một ánh sáng rất là hài hòa, cho nên em cũng có quay chụp buổi sáng buổi chiều thì nó vẫn rất là ổn định về ánh sáng mọi người gì, chứ mà khi quay chụp cái phần ánh sáng thì tụi mình cũng cần mày cũng rất là quan tâm. Đây là chiếc view của tụi mình nhìn xa xa kia là Thảo Cầm Viên á. Khi mà đi xem nhà thì tụi mình mong muốn cái hướng cửa sổ phải là hướng tây hoặc là tây nam để mà đón nắng chiều á, thì cái đợt mà đi xem nhà thì xui quá, thời tiết Sài Gòn lúc đó cả tuần luôn không một chút nắng chiều nào hết, trên cũng không có chắc được, nhưng mà xem la bàn thấy hướng này hướng tây này nè thì nghĩ là ok chắc là sẽ có nắng chiều, nhưng mà không mọi người ơi, cái nắng chiều nó bị che bởi tòa nhà này rồi, cho nên hiện tại tụi mình phải chờ một vài tháng sau khi mặt trời nó có xu hướng lặn ở bên này rồi thì chắc là mới có nắng chiều. Từ cái phòng này cũng sáng cái xong rồi nhìn ra nó cũng rất là thích á, cho nên là thôi hay Phương vẫn cảm thấy rất là vui. Tới phần 2 của video này thì Phương sẽ chia sẻ một chút xíu về những kinh nghiệm của mình trong quá trình kiếm tiền trên mạng xã hội vài năm trở lại đây, và những gì mà Phương đã trải nghiệm được qua suốt 4 cho tới 5 năm hành nghề sẽ là nội dung này. Tốt hơn là nên nói về những cái khía cạnh thuộc về business của cái nghề này, chứ mà câu chuyện của Phương như thế nào, làm báo xong rồi làm blogger ra sao, và cái hành trình của mình chắc là nhiều bạn theo dõi Phương đến đây chắc cũng biết rồi, cho nên thôi video này thì Phương muốn dành những gì mà tinh túy nhất đến cho mọi người, cho những ai mà đang quan tâm tới cái nghề này thì vô tụi mình bắt đầu nha. Xin mời câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên, muốn làm sáng tạo nội dung, chúng ta nên bắt đầu từ đâu? Đối với em, công việc sáng tạo nội dung là một công việc mà các bạn đừng nên nghĩ tới chuyện khi nào bắt đầu, mà phải bắt đầu ngay trong đây. Đây là một công việc mà em cảm thấy là nhiều khi mình sẽ không biết trước được là bản thân mình nhận cái gì và những gì mà đang chờ đón mình ở phía trước nó sẽ như thế nào. Tốt nhất là mình cứ phải tự trải nghiệm để biết được là cái nội dung nào phù hợp cho mình, và từ đó mình tự học thêm kinh nghiệm cho bản thân. Chứ mà rất là khác với nhiều ngành nghề nha, các bạn học bác sĩ, các bạn học làm báo đi, các bạn học những cái công việc như là kế toán thì mọi người sẽ cần qua một cái khóa đào tạo gì đấy để gọi là biết thêm về kinh nghiệm, sẽ có người hướng dẫn mọi người. Nhưng mà với cái ngành này, sáng tạo nội dung này, thì em thấy mỗi người mỗi khác, mỗi người mỗi nội dung, trên tốt nhất là mọi người thay vì nghĩ khi nào bắt đầu thì bắt đầu luôn. Nói một chút xíu những thiết bị mà các bạn nên có khi bắt đầu cái công việc sáng tạo nội dung này, thì em Phương nghĩ là nên có một chiếc điện thoại là căn bản nhất. Nếu mà ai xịn hơn thì sẽ có một cái máy ảnh, và với em Phương thì em Phương thường xài cái máy vlog này mọi người. Hồi xưa thì sẽ xài Canon G7X và hiện tại thì em Phương đang xài Sony ZV-1, rất là ok cho những bạn nào mà mới bắt đầu tập tành vlogging, hoặc là đối với những người mà chuyên nghiệp hơn như em Phương thì những chiếc máy thế này nó cũng quá là tiện luôn á mọi người. Chất lượng hình ảnh, sắc nét, mỗi tội hơi rung lắc chút xíu thôi, cái máy là khoảng mười mấy triệu. Ai mà chuyên nghiệp hơn nữa thì có thể sắm những cái máy lớn hơn, như anh Phương và anh Nam thì khi chụp hình thì sẽ xài chiếc máy này, đây là Fujifilm X-T4. Hồi xưa tụi mình xài X-T3 thì rất là xịt rồi, nhưng mà X-T4 thì sẽ có màn hình lật cinematic nghệ thuật hơn, với cả là máy này trông rất là tốt. Nếu mà mọi người chỉ dùng điện thoại để quay thôi thì hoàn toàn có thể dùng điện thoại để edit, ví dụ như mấy cái TikTok thì anh Phương cũng dùng điện thoại edit thôi. Nhưng mà ai mà chuyên nghiệp hơn, có những cái footage mà nó nặng hơn thì nên có máy tính với những cái phần mềm, ví dụ như là Final Cut Pro, Premiere Pro. Highly recommend mọi người là xài bản thiệt nha, đừng đau bản lậu. Ví dụ em xài Final Cut Pro, xài bản lậu nó khác với chuyện là mình edit bằng bản Final Cut Pro chính hãng, nó đỡ lag hơn, nó mượt mà hơn. Thế thì mình có cần phải có một ekip để quay những thước phim cho mình không chị? Xin hãy được vỗ tay cho phần lồng tiếng câu hỏi trong video này. Bé hello mọi người đi chứ. Móng này đẹp hơn hả? Có ekip hay không là một câu hỏi mà hiện tại cái bản thân của mình cũng đang hỏi mình, là mình có nên đầu tư thêm ekip hay không. Gì chứ mà em cứ bắt đầu bằng chính bản thân mình, em Phương tự quay sản phẩm, tự chụp sản phẩm, tự edit vlog của mình, nói chung là cái gì cũng tự. Cho nên là ngay trong cái suy nghĩ của mình đã lúc nào em cũng cảm thấy là nên tự rồi, bởi vì nghề sáng tạo nội dung là một con nghề một cái nghề nó rất là đặc thù, nó thể hiện cá tính của bản thân, cho nên là khi mà mình tự làm những content đó, nó sẽ khiến cho em Phương dễ dàng deliver được những cái gì mình thật sự mong muốn qua những cái nội dung của mình, để các bạn khi mà xem qua những nội dung của mình sẽ hiểu bản thân của mình hơn, hiểu cái cách suy nghĩ của mình về cái sản phẩm đó, hiểu cái aesthetic của mình hơn. Sau này khi mà may mắn gặp được anh Nam thì anh Phương có hai mình, anh sẽ giúp anh Phương quay chụp những cái gì thuộc về hình ảnh của anh Phương, mọi thứ tiện hơn khi mà team có hai người. Nhưng mà hiện tại thì team của anh Phương đã có nhiều hơn là 3 người, và với người thứ 3 giúp cho công việc của mình trơn tru hơn ở góc độ là dealing với lại nhãn hàng. Bởi vì thực sự công việc sáng tạo nội dung nó không có dừng lại chuyện là quay chụp với mọi người, thì rất cần một người keep track giúp anh Phương những cái vấn đề này. Chứ anh Phương làm lúc hai công việc, vừa làm báo
vừa sáng tạo nội dung thì Phương làm không xuể, và Nam thì không giúp em Phương được cái này bởi vì bản thân anh Nam cũng đi làm giờ hành chính, cho nên là ekip 3 người là một ekip mà Phương cảm thấy là vừa đủ. Một ekip dù có ít hay là nhiều người thì cái nội dung sẽ xuất ra Phương nghĩ vẫn nên mang đậm dấu ấn của cá nhân. Như bản thân của em Phương thì hiện tại thì Phương có các em giúp đỡ mình, nhưng mà mình vẫn là người control nội dung chính, em Phương vẫn là người đeo định hướng cho content của mình. Các em đang giúp đỡ em Phương là những cánh tay nối dài của em Phương, và sau này nếu mà em Phương trộn vía gặp gỡ được thêm nhiều người bạn mới, có một ekip lớn hơn, thì Phương vẫn muốn mình phải là người chốt cho content của mình, chứ em Phương không chỉ muốn là một sản phẩm của một ekip nào đó. Chị ơi, em cũng muốn làm sáng tạo nội dung á, vậy thì em nên làm thế nào để cho các brand chú ý đến em đây? Làm sao để các brand chú ý tới mình? Thì bản thân của em Phương á, cách đây 4 năm khi mình làm cái nghề này thì em Phương làm chỉ là dễ làm thôi, cũng không biết là cái nghề này có phải là cái nghề không nữa. Tất cả những gì mình làm đó chính là thật sự tâm huyết với nội dung của mình, để mà mình có một cái lượng người xem nhất định, để mình có một cái tương tác nhất định, thì từ đó chắc chắn các brand sẽ notice mình. Đó là một điều mà em Phương chắc chắn như vậy, bởi vì hiện tại có rất là nhiều những nhãn hàng cảm thấy là influencer marketing là một cái thị trường mà nó rất là tiềm năng, cho nên là họ luôn luôn tìm kiếm, nếu không phải là các brand thì là các agency luôn luôn tìm kiếm những gương mặt mới để mà có thể promote những sản phẩm của họ một cách nó hiệu quả hơn. Không có gì vững chắc hơn bằng một content có giá trị, cho nên để các brand chú ý thì mình phải tự khẳng định được giá trị của bản thân qua những nội dung các bạn làm. Khi xong rồi để mà được chú ý hơn nữa thì tag mấy brand vô. Chắc chắn là hiện tại ở Việt Nam đang có rất là nhiều brand với account tại Việt Nam, thì mình tag mấy brand vô. Có gì thì Phương nghĩ các bạn phải là khách hàng thật của brand đó, mọi người mua đồ của brand đó, mọi người trải nghiệm những đồ của brand đó để mà có một cái kiến thức chung về những cái sản phẩm mà họ có. Xong rồi với một cái niềm đam mê, với một cái thương hiệu mình thích nữa, thì chắc chắn là không có brand nào sẽ gọi là lơ bạn đâu. Chị ơi, mấy brand hỏi giá em mà em không biết trả lời sao hết. Tới cái phần định giá cho content của mình, đây là một cái phần ngay cả bản thân em Phương hiện tại cũng không biết như thế nào là một BRM chuẩn. Bởi vì sau rất là nhiều năm làm nghề rồi, sau rất là nhiều những lần đắn đo, không biết nên đánh giá thế nào, để giờ mày có cao quá không, để mày có thấp quá không, thì Phương nghĩ là thôi mình cứ xét một con giá làm sao mà mình cảm thấy nó xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Dù gì thì em cũng cảm thấy là cái thị trường này là cái thị trường thuận mua vừa bán, nó đơn giản như mình đi chợ vậy mọi người. Thì bây giờ mình xét ra một cái mức mà mình cảm thấy vừa với công sức mình bỏ ra, và các bạn cảm thấy là nó thuận mua, thì hai bên mình hợp tác với nhau thôi. Và sau một vài lần các bạn làm việc thì mọi người sẽ thấy được là brand thường sẽ có thêm những yêu cầu gì, thì với những yêu cầu đó mình sẽ trò chuyện như thế nào, thì nó sẽ thuộc về nội dung nó chi tiết hơn trong cái thỏa thuận của hai bên. Nhưng mà trên tinh thần thì các bạn cứ đặt một con giá làm sao các bạn cảm thấy vui vẻ khi mà nhận. Các bạn nhận xong rồi các bạn vui vẻ làm content là được. Đây là win-win situation mà, mình có content, mình có value, thì cái chuyện mình được trả tiền cho cái sự sáng tạo đó của mình là một điều em cảm thấy là nó win-win, nó fair thôi mọi người. Em muốn làm content creator, nhưng ba má em muốn em có một công việc ổn định. Vậy thì chị ơi, đây có phải là một công việc ổn định không? Để em về em xin ba má em. Công việc sáng tạo nội dung chắc chắn là một công việc ổn định như mọi người, bởi vì hiện tại tụi mình đang có rất là nhiều những stream kiếm tiền. Ví dụ em là YouTuber, em phải kiếm tiền từ YouTube, tính ra là nó không quá là nhiều đâu, nhưng mà với cái view hiện tại em Phương có, xong rồi em Phương kiếm được đâu đó khoảng một tháng trên 10 triệu cho YouTube, thì em cảm thấy quá là ok luôn. Chứ xong rồi có thể kiếm tiền qua sponsorship từ brand, và một cái stream kiếm tiền nữa đó chính là affiliate marketing. Và em Phương cảm thấy affiliate marketing nó đang phát triển, nó quá rầm rộ. Hiện tại những bạn nào mà với cái tập audience nó không quá nhiều, ví dụ vài chục ngàn follower, vẫn hoàn toàn có thể kiếm tiền từ affiliate marketing, từ các sàn như là Tiki, Shopee, Lazada. Cho nên mọi người cứ yên tâm, miễn là các bạn vẫn tâm huyết với nội dung các bạn làm, mọi người ở trên mạng thường xuyên, thì các bạn chắc chắn là sẽ có thể biến cái nghề này thành một nghề ổn định. Nhưng mà có một cái em Phương không biết là các bạn đã từng nghe chưa, đó là các bạn kiếm được nhiều thì các bạn chi cũng nhiều. Các bạn sẽ phải dùng cái tiền các bạn kiếm được để tái đầu tư vào chính content của mình. Như em Phương thì cái căn phòng này là một cái sự tái đầu tư của em Phương mọi người. Phát triển content một thời gian mình cảm thấy là chất lượng hình ảnh chưa được lắm, mình tốn tiền mua máy quay, mình mua máy quay không chưa đã, mình cần phải đổi lens cho nó, mình phải mua nhiều cái lens để góc rộng, góc hẹp. Khi xong rồi mua cái máy xịn, mà chẳng lẽ tripod không xịn, mình cũng phải mua một cái tripod đáng tiền chút xíu, tripod 200-300 ngàn, và tripod 2 triệu là nó khác nhau mọi người. Xài tripod 2 triệu xong là không muốn xài những cái tripod rẻ khác. Khi xong rồi các bạn sẽ tốn tiền vào quần áo. Cái chuyện mà đầu tư cho hình ảnh bản thân của mình nó rất là quan trọng, để hình ảnh của mình bắt mắt hơn, để mà có thể đến được với nhiều bạn hơn. Gì chứ mày cũng cảm thấy là combo hình ảnh đẹp cộng với content chất lượng sẽ luôn luôn là combo hủy diệt, giúp cho mình có thể đứng tại cái thị trường influencer này một cách nó chắc chắn hơn. Chị ơi, vậy việc xây dựng hình ảnh cá nhân có cần thiết giống như xây một cái nền móng
chắc cho một ngôi nhà không chị? Cái lúc mày bắt đầu gọi là khởi nghiệp đi thì cái này chưa phải là một cái nghề. Cho những gì mày Phương chia sẻ thật sự là nó cứ tràn lan ra, thích cái gì thì Phương nói nó. Với những cái chủ đề nghiêng về beauty là chủ yếu thì Phương cảm thấy là sau khi mà các bạn coi video của mình thì những cái tính từ mày Phương nhận được từ các bạn đó chính là cũng rất là tích cực, rất là năng lượng, rất là tươi trẻ, và đó cũng chính là cái dấu ấn cá nhân của mình khiến cho An Phương khác biệt so với những bạn vlogger khác. Sau rất là nhiều năm làm nghề rồi thì Phương cảm thấy là để mà đi xa được cái con đường này, để mà trở nên chuyên nghiệp hơn thì việc mà có một cái định hướng hình ảnh cá nhân nó rất là quan trọng. Thứ nhất là để cho mình khác biệt, không có bị đài lút giữa một cái industry với rất là nhiều influencer mới. Và thứ hai nữa là để cho các nhãn hàng dễ dàng nhận ra cái tiềm năng, cái potential của mình, cái sự phù hợp của mình cho các campaign của họ, để mà từ đó mở lời hợp tác với mình. Bây giờ thì mình sẽ dành ra một phút để cho mọi người comment, không biết là các bạn khi mà xem nội dung của An Phương thì các bạn thấy hình ảnh cá nhân của An Phương như thế nào. An Phương chắc là sẽ dành ra một phần giveaway tặng cho mọi người luôn. Em sẽ tặng một khỏi sau cho mọi người nha. Em sẽ lấy một khỏi sau mát tặng cho các bạn. Đây là một cái random giveaway thôi. Thì các bạn cứ comment thì vui thì tặng mọi người một khỏi nha. Thôi hai khỏi cũng được, thôi hai khỏi đi. Giờ trong lúc mà các bạn đang thay, chị hỏi em là một viewer thì em thấy chị sao? Em thấy chị là một người đa nhiệm, đa di năng, hình mẫu, tại vì chị xinh. Ê, lần đầu được có khen xinh luôn mọi người. Wow, tiếp đi em. Chị thích nghe những lời khen này lắm. Chị vừa có sự tri thức của nhà báo, chị vừa có sự năng động của một blogger, và có sự sáng tạo khi làm những content có ích cho các bạn trẻ, và lại rất là inspiring. Một phải không chị? Trời biết qua những cái lời khen vừa rồi cũng không biết là thiệt hay không, nhưng mà nói chung là tôi cảm thấy là mình cũng rất là có duyên với những nhãn hàng thuộc về lifestyle. Em Phương không tự giới hạn mình trong bất cứ một nội dung nào, và do thật sự cuộc sống của mình là cuộc sống đi làm rất là nhiều á, thì như thật nhất An Phương chia sẻ qua camera như các bạn đã thấy rồi đó, và nhãn hàng nhìn thấy cũng cảm thấy là yên tâm khi mà gọi là chọn An Phương cho những cái campaign thuộc về đời sống giới trẻ. Thì đó là một cái ví dụ nhỏ cho chuyện nên có một cái hình ảnh cá nhân rõ ràng. Một câu hỏi nghiêm túc, chị làm gì khi các brand yêu cầu quá nhiều? Hoài U 5689 điều. Ok, trong khi làm việc nếu mà không đạt được một cái thỏa thuận nào đấy thì thường An Phương sẽ thôi. Lần đầu thì phải công nhận nói lời từ chối nó hơi khó thiệt. Cảm thấy chết rồi, mình từ chối nó được không ta, nó kỳ không ta. Nhưng mà sau một vài lần từ chối và cảm nhận được cái quyết định đó của mình đem nó cho mình một cái định hướng hình ảnh nó rõ ràng, nói chung là mình được làm những gì mình thực sự thích đó, em cũng cảm thấy thoải mái rất là nhiều. Có là gì thì Phương nghĩ clear communication, trao đổi một cách thẳng thắn rõ ràng với các bên mình làm việc là một điều rất là quan trọng để cái campaign đó nó diễn ra một cách mượt mà và chuyên nghiệp hơn. Thường trong những bước đầu ở cái giai đoạn thỏa thuận xem có khả năng hợp tác với nhau không thì em Phương thường sẽ tìm hiểu kỹ về expectation của nhãn hàng để xem cái kỳ vọng đó nó có khớp với kỳ vọng của mình dành cho campaign này hay không. Em cũng cảm thấy rất là nên khi một bạn content creator cũng chia sẻ thẳng thắn với lại nhãn hàng về cái giới hạn mà nhãn hàng hoặc agency có thể can thiệp vào nội dung của bạn. Rõ ràng là một người xem thì chẳng ai thích xem nội dung quảng cáo cả, cho nên bản thân An Phương là một người xem và cũng như là một người nói trên ống kính và cũng nhận quảng cáo, thì lúc này An Phương sẽ ráng làm sao để balance được cái sự giải trí trong cái content của mình và nói được lên cái thông điệp của nhãn hàng, như vậy thì sẽ win-win các bên. Em cũng không muốn là chỉ đơn giản là mình nhận nó một sản phẩm đó cái xong rồi mình sẽ bỏ rơi các bạn xem của mình, bởi vì thật sự nếu mà không có mọi người vào xem video của An Phương, nếu mà không có mọi người tìm được cái sự giải trí từ những nội dung của An Phương thì An Phương sẽ không có ngày hôm nay. Rất là trân trọng cái sự ủng hộ này, nên thật sự khi mà nhận bất kỳ một cái deal quảng cáo nào thì mình cũng có giới hạn cụ thể trong chuyện nhãn hàng có thể can thiệp được tới đâu. An Phương sẽ không để cho nhãn hàng gọi là 100% involve vào các content của mình, bởi vì vẫn là muốn thể hiện cái dấu ấn cá nhân qua những cái nội dung mà mình đưa ra. Mọi người làm vui không? Câu hỏi vui không này cũng là một trong những câu hỏi khiến cho mình cảm thấy wow khi mà nhận được danh sách câu hỏi từ các bạn gửi đến qua Insta Story của An Phương. Thì vui với mọi người, phải vui thì mới làm công việc đến tận ngày hôm nay. An Phương cảm thấy có cơ hội được trải nghiệm, được đi đây đi đó, cái xong rồi có cơ hội làm tất cả những nhãn hàng để mà từ đó biết thêm về thế giới marketing, thế giới branding này, thì đối với An Phương là một cái cơ hội học tập tuyệt vời. Hồi xưa khi mà Phương đi học truyền thông ở Sinh thì An Phương gọi là có biết một chút về marketing, có biết là một chút về cái thế giới này, nhưng mà không ngờ đến khi là một người làm trong cái ngành này rồi thì mình mới thấy là cái thế giới marketing này nó quá là đồ sộ luôn, và học rất là nhiều thứ bên cạnh cái công việc làm báo của mình nữa. Thiệt là làm lúc hai công việc này hơi đuối. Vui thì vui nhưng mà đuối lắm mọi người ơi, đặc biệt là tháng cuối năm sau dịch cái quá trời việc luôn, cảm thấy không có thời gian ngủ luôn á. Cái rồi thì tập thể dục của An Phương cũng bị hạn chế lại, nhưng không sao cả. An Phương sau cái đợt này chắc chắn là sẽ dành cho mình một thời gian để nghỉ ngơi, tại vì công việc cuối năm chị bận, chị ngủ ít. Vậy thì một ngày chị ngủ mấy tiếng? Chị ngủ 7 tiếng. Không nói thiệt, chỉ là cái 7 tiếng ngủ này của em cũng không được chất lượng với mọi người. Em Phương nói là em Phương ngủ ít thì cũng không hẳn là ít về thời gian, nhưng mà ít về chất lượng nha.
Anh Phương ngủ lúc 12 giờ và dậy lúc khoảng 7 giờ. Nhưng mà do cái công việc nó bị stress quá, cho nên là ngủ mình còn thấy mơ công việc nữa. Cho nên là ngủ nó không có được sâu, ngủ nó không có được xả lai, ngủ nó không có được gọi là êm đềm, bay trong những cơn mơ. Cho nên là Phương nói là Phương ngủ ít, với cả thật sự với cái khối lượng công việc này. Bản thân anh Phương nha, chắc cần phải ngủ 10 tiếng một ngày mới đủ năng lượng để làm hết. Cho nên là hiện tại là những ngày mà Phương đang cố gắng hết sức mình, để rồi sau đó xin phép được ngủ 7-8 tiếng chất lượng. Đây là một câu hỏi khác mới nghĩ ra. Vậy là chị thích được mọi người gọi là Let's Play Makeup hay là An Phương? Ok mọi người, nếu mọi người thấy An Phương từ đâu thì chắc là cũng biết cái tên Let's Makeup là cái tên cúng cơm của mình. An Phương vẫn còn sử dụng cái tên này ở trên Instagram với Facebook của mình, bởi vì rõ ràng cái khởi điểm của mình là một beauty blogger. An Phương làm mọi thứ liên quan tới mỹ phẩm, An Phương còn bán mỹ phẩm trước đây đó cơ. Trước khi mỹ Phương là blogger thì An Phương có bán mỹ phẩm sách tay đó mọi người. Thì cho tới thời điểm hiện tại, nói thôi, em có thích mọi người gọi An Phương là An Phương hơn. Rõ ràng là mình vẫn nói về những sản phẩm làm đẹp, mình vẫn là một con người yêu cái đẹp, mình vẫn rất là excited mỗi khi các nhãn hàng mỹ phẩm ra những cái món mới. Nhưng mà thiệt, mọi người để ý đúng không? Trên YouTube này của An Phương thường làm nội dung về cuộc sống của mình, những content hài hước. An Phương nhiều khi nghĩ mình là diễn viên hài nữa cơ. Cho nên là thật sự cái tên An Phương nó mới thể hiện đúng cái nội dung của mình. Qua cái video này thì An Phương cũng gọi là muốn chia sẻ với mọi người một dự án tìm về bản thân của mình. Nói nghe có vẻ to lớn nhưng thật sự chắc là An Phương sẽ đổi tên social media của mình từ Let's Makeup thành An Phương. Có là gì thì thật sự cũng không hẳn là An Phương biết thành con người khác đâu, mà đơn giản ở đây là An Phương đang gom tất cả mọi thứ trở về đúng với bản thân mình. Tính ra cũng xúc động hết mọi người khi mà không có xài cái tên Let's Makeup cho Instagram. Nó có một cái gì đấy nó cứ chảy ở trong mình, ý là không biết là có nên hay không, nhưng Phương cảm thấy là mình cũng làm nghề này 4-5 năm rồi, chắc là các bạn cũng đã biết An Phương vì An Phương là An Phương rồi, cho nên cái chuyện đổi tên này nó chỉ là một cái gọi là thủ tục để mà từ đây các bạn nhìn nhận An Phương theo một cái hướng nó mở hơn. Chứ rõ ràng từ trước đến giờ An Phương đã luôn mở rồi, luôn luôn làm những content mà nó đi xa. Hello, An Phương trong trạng thái edit. An Phương nói thiếu là bên cạnh việc đổi tên Instagram thì An Phương cũng sẽ lập một cái page mới mang tên là An Phương. Mình sử dụng nó song song với cái page Let's Makeup để có thể tạo được nhiều content về bản thân của mình hơn. Em Phương xin phép được mời mọi người follow page mới của An Phương ở trên Facebook. Thì em Phương sẽ để link tất cả mọi thứ. Và đang có một giveaway rất là to diễn ra tại page An Phương. Em Phương sẽ giveaway một chiếc Samsung Galaxy Tab để dành cho những bạn của mình. Cái sự cũng cảm ơn mọi người, vì thật sự nếu mà không có các bạn thì cũng không có An Phương, và cũng lâu rồi em cũng không tổ chức một cái giveaway nào thực sự đúng nghĩa là giveaway của mình, quà tặng của mình dành cho các bạn. Cho nên là mong mọi người cũng thích. Có là gì thì chắc chắn với những nội dung mới nó sẽ chất lượng hơn nè, và em cũng có cái gì hay thì cũng sẽ chia sẻ cho anh đó. Mong là các bạn cũng sẽ chuyển nhà cùng với mình một cách vui vẻ đó. Vậy thôi, cảm ơn mọi người. Nãy giờ nói quá trời nói. Mong là những thông tin bạn Phương chia sẻ bổ ích không chỉ cho những bạn nào muốn trở thành một content creator, mà những bạn nào mà kiểu tò mò về công việc này, muốn biết thêm về công việc này, thì cũng từ những câu trả lời của anh Phương mọi người đã hiểu thêm về cái sự khó của nó. Đây là một công việc chắc chắn sẽ không dễ dàng gì, nhưng mà nếu các bạn quyết định đi theo con đường này thì lời khuyên của anh Phương dành cho mọi người đó chính là hãy có tâm với nó. Nếu mà các bạn có tâm với mình thì các bạn làm, chắc chắn các bạn sẽ nhận được những gì mà mọi người luôn trông chờ, đó là sự ủng hộ của những người xem nè, và cả sự hợp tác với các nhãn hàng nữa, nếu đó là cái điều mà các bạn mong muốn. Vậy thôi, cảm ơn mọi người vì đã xem hết video này của anh Phương. Bây giờ thì bye bye, tạm biệt, see you.